Nếu bạn thích nằm một tấm nệm nò so cực kỳ là êm và phải cao để cho sang căn phòng của mình thì hãy lựa chọn nệm nò so liên kết 4 viền Adora Perfect nhé. Sau đây thì mình sẽ giải thích cho mọi người tại sao lại là 4 viền. Đây mọi người nhìn ở đây. 1, 2, 3, 4. 4 cái viền may như thế này. Những cái viền may này có tác dụng gì? Đó chính là để cố định cái lớp áo nệm cũng như là lớp mút ở bên trên này. Đồng thời là phần này thì nó sẽ cố định cái khung lò xo ở bên trong, giúp cho cái tấm nệm này nó được bền hơn, không có bị bung vải, bung cái mút ở bên trong hoặc là trồi cái lò xo ra bên ngoài. Ngoài ra thì nệm lò xo liên kết thì đó chính là những cái con lò xo nó được liên kết với nhau. Một cái nhược điểm nhỏ của cái tấm nệm lò xo liên kết đó chính là nó sẽ tạo ra những cái rung động nhiều hơn khi mà chúng ta nằm ở trên nệm. Tuy nhiên thì nệm lò xo liên kết thì sẽ có cái ưu điểm đó là nó sẽ giá thành nó sẽ rẻ hơn so với nệm lò xo túi. Và để khắc phục cái nhược điểm là tạo ra nhiều cái rung động khi mà nằm, hai người nằm ở trên nệm, thì nhà sản xuất đã tạo ra cái lớp mút nó dày hơn. Cụ thể là đối với cái tấm nệm lò xo liên kết Adora Perfect này thì mọi người nhìn thấy hai cái phần viền ở bên trên này nha, nó sẽ tạo ra cái lớp đầu tiên ở đây chính là lớp mút. Cái phần này là lò xo nhé mọi người, cái khung lò xo ở đây. Phần này là một cái lớp mút này. Phần tiếp ở trên này được trần bông gòn nữa. Cái phần, hai cái phần mút và gòn được thiết kế ở đây sẽ làm giảm cái sự rung động của những cái con lò xo này, để khi mà hai người có nằm ở trên này, một cái người có xoay trở hay như thế nào đấy thì cũng sẽ hạn chế cái tác động vào cái người bên cạnh. Và cái tấm nệm lò xo này mọi người nhìn thấy ở đây, cái phần trên này lớp mút rất là dày, rất là êm ái này. Nó được trần, được may trần này rất là chặt chẽ như thế này. Nó sẽ không dễ dàng bị bung ra đâu khi mà chúng ta nằm ở trên này. Và cái nệm, tấm nệm này của chúng ta được bảo hành lên đến 15 năm. Tức là mọi người hiểu là nó bền như thế nào rồi đúng không ạ? Sau đây thì mình sẽ test cho mọi người thử cái độ đà êm ái cũng như là cái độ đàn hồi của cái tấm nệm lò xo liên kết này nhé. Rất là êm. Đấy, cực kỳ là êm, cảm giác giống như là chúng ta đang được nằm ở trên một cái lớp mây rất là bồng bềnh vậy đó. Đấy, so của chúng ta đàn hồi rất là tốt. Vậy thì cái tấm nệm này của chúng ta có giá như thế nào? Với một cái tấm nệm kích thước là chiều rộng 1m6 như thế này, dài 2m với độ cao 30 phân. Với cái kích thước như thế này thì có thể nằm được hai người hoặc là một gia đình nhỏ gồm ba mẹ và con nhỏ nhé. Kích thước là 1m6 x 2m dài 30 phân có giá là 4.950.000 đồng. Ngoài ra thì mọi người sẽ được tặng kèm theo một bộ wrap cô tông 4 món xinh xắn, hai gối nằm gòn và một gối ôm gòn. Và khi mà mọi người mua nệm lò xo tại nệm giá kho thì sẽ được vận chuyển tới tận nhà. Để trải nghiệm trực tiếp tấm nệm lò xo Perfect một liên kết 4 viền này thì mọi người hãy tới trực tiếp các showroom của nệm giá kho trên toàn quốc. Ngoài ra thì mọi người có thể đặt hàng tại website nemgiakho.com. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Nệm Giá Kho ngày hôm nay. Mọi người hãy nhấn like video này và subscribe kênh YouTube của Nệm Giá Kho nhé.